Chào các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về một số mặt hàng mới thì em lại trân trọng gửi tới quý cô anh chị. Đó, hôm nay bên em lại tiếp tục về cái lô dây điện Nhật các bác này. Đó, dây điện Nhật đây. Và là rất nhiều các mặt hàng mới nữa để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị các bạn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Vân xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi chờ đợi lâu. Thì hôm nay bên em mới về cái lô dây điện hàng của Nhật các bác nhá. Đó, hàng này thì hàng mới tinh, bên em thanh lý hàng rất là đẹp luôn, chưa qua sử dụng các bác nhá. Đó. Bên em đang có cái mẫu dòng là 5m, 10m và đi 30m thôi nhá. 5m, 10m và 30m. Đấy, cái dòng như vậy để các bác lựa chọn. Đó, thì hàng dây của Nhật mới tinh, dây ổ đúc này rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, dây ổ đúc này. Đấy, dây ổ đúc đây. Đấy các bác nhá, ổ đúc có quai đeo cái thứ hẳn hoi này. Ổ cắm đúc hết các bác nhá. Đây. Dây là dây 2.5 các bác nhá. Đây. FA 2.5 này các bác nhá. Dây là dây siêu mềm luôn. Đấy. Japan này các bạn này, dây của Nhật này. Đấy, Japan này, dây cực kỳ là ngon luôn. Thì bên em sẽ bán với cái giá là như sau. Cái quận 5m này là đi 5m này là 200 mấy nhỉ? 5m. 5m là bên em đang gửi tới các bác với giá là 220k và bao ship các bác nhá. Đó, bao ship 220k quận 5m này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 220k bao ship các bác nhá. Đó là cái quận 5m này. Đó, tiếp theo là quận 10m. Quận 10m này thì là 330k. 10m này, đó. 330k các bác nhá. 300. Nó là cái góc đằng bên kia đấy. 330k quận 10m. Còn quận 30m thì bên em đang gửi tới các bác đây, 30m đây. Quận 30m này của nó là đi 650k. 650k và bao ship các bác nhá. Đó, 30m, đây quận này là 30m này. Đó, dây của nó thì thuộc dạng là dây 2.5, dây mềm. Đây, ổ này các bác cứ đập thoải mái luôn. Đây em sẽ đập test cho các bác xem. Đây. Đấy, đây các bác quan sát này. Đập gõ ra thoải mái luôn. Đấy, các bác cứ cầm thẳng tay này các bác đập cho em cũng được. Cả ổ, cả phích này. Cả ổ, cả phích đập thoải mái luôn. Ngoài ra con này thì nó có cả đèn báo luôn các bác nhá. Đây. Có đèn báo luôn các bác này. Đây, đấy, có đèn báo luôn. Cắm điện mà nó có đèn báo luôn. Đây. Đấy, em rút ra thì nó tắt này. Đấy, cắm vào nó có đèn báo các bác nhá. Đây. Đèn báo này, nó đèn rất sáng luôn các bác nhá. Đó thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy thì các bác lên cho em là dây dây điện có nhá, có dòng 5m, dòng 10m và 5m, 10m và 30m có nhá. 5m, 10m, 30m. 5m thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 220k bao ship, còn 10m là 330k bao ship, còn 30m của nó là đi 650k bao ship các bác nhá, 650k bao ship. Sản phẩm tiếp theo em lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái giá dắt dao các bác nhá, giá dắt dao. Hàng siêu chất luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 150k. Đó, hôm nay bên em về hàng nhiều giá tốt cho nên là lại có chương trình giảm giá đặc biệt cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là giá dắt dao inox các bác nhá. Đó, inox đây. Hàng chất lượng của Nhật các bạn này. Đó, quality Japan này các bạn này. Đó. Chất lượng Nhật các bác nhá. Đó. Hàng siêu chất luôn, inox 304. Dùng để dắt dao giết rất là ngon luôn các bác nhá. Vừa dắt dao vừa treo đồ luôn. Đây các bác dắt vào đây. Đấy. Dắt dao vào đây và treo đồ cũng rất là tiện. Ở đây thì nó có tới gọi là 1 2 3 4 các bác nhá. 4 khe như này. Các bác tha hồ để dao hoặc là treo đồ vào đây. Inox đặc cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đó, cho nên các bác lên cho em là thanh cài dao các bác nhá. Đó, thanh cài dao. Thanh cài dao. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 150k. Đấy, hôm nay bên em sẽ giảm giá đặc biệt cho các bác còn 130k. Đó, và bao ship các bác nhá. Đó, thanh cài dao 130k bao ship cho bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là thanh cài dao các bác nhá. Đó, thanh cài dao 130k bao ship các bác nhá. Đây. Đấy, 130k bao ship. Sản phẩm tiếp theo em lên được bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái khay úp cốc này. Đó, khay úp cốc đây. Con này thì đó thì cái khay úp cốc này là nó có cả cái tặng kèm các bác cả cái đĩa nhựa này luôn cho vào. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là khay úp cốc. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 140k và bao ship cho bác luôn. 140k bao ship các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng và giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Các bác sẽ úp được 1 2 3 4 5 6. Con này của nó thì nó là bằng inox và được mạ các bác nhá. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Đấy, mạ vàng rất đẹp luôn. Ở dưới này thì có cái cao su lót để các bác để trên bàn nó có cái độ ma sát và không bị xước bàn các bác nhá. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây, đấy có cao su lót này, rất chắc chắn. Các bác lên mã giúp cho em là khay úp cốc, rất ngon lành luôn. Úp cốc to, cốc nhỏ, cốc lớn, cốc bé úp được hết. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 140k. Bao ship các bác lên cho em là khay úp cốc 140k bao ship các bác nhá. Rất chất lượng luôn.
Đó, sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là cái gen nhiệt các bác nhá. Đó, gen nhiệt đây. Đấy, gen nhiệt thì lô này bên em về cái giá lại rất là tốt thì gửi tới các bác. Đó là cái bộ này của nó là đi một hộp này là 100k bao ship. Bộ này của nó ném cho cái bút. Bộ này của nó thì có đi là 328 đầu các nhá. Đó, 328 đầu. Đấy, 328 đầu. Bộ này của nó là 328 đầu các bác nhá. 100k bao ship các bác, lên cho em là hộp co nhiệt các bác nhá, hộp co nhiệt đây. Ở đây thì không, cái này bộ này của nó có 328 đầu nhá. Đấy, các cái đầu của nó này 328 PC các bác này. Đây. Đấy, thông số kỹ thuật đầy đủ luôn. Và kích thước của nó có đây các bác nhá. Phi bao nhiêu là có hết ở đây luôn. Đấy, đầy đủ luôn. Một bộ như này các bác về dùng trong gia đình rất là ok. Đấy. Cái này thì các bác cứ đút dây điện vào, sau đó các bác đốt là nó sẽ co vào thôi. Đấy, nó gọi là gen co nhiệt các bác nhá. 328 chi tiết, 100k bao ship tới tận nhà cho bác luôn. Đấy, 100k bao ship luôn. Các bác lên cho em là hộp gen co nhiệt các bác nhá, gen co nhiệt. Đó, sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái con thảm massage chân đây. Đấy, các bác lên cho em là thảm massage chân. Bên em đang gửi tới các bác cái giá là 130k và bao ship cho bác luôn. Ở đây thì nó có một cái con máy như này. Về các bác lắp vào đây là nó kết nối với cái xung điện ở trong cái con này. Kết nối với con xung điện này. Đó. Kết nối con xung điện này khi các bác sử dụng thì chỉ cần bật này lên là xong. Đó. Các bác cắm sạc vào cho em, sau đó thì bật lên. Đó là nó sẽ lên thôi. Đấy, thì các bác đặt chân vào đây nhá. Ở đây thì nó ra một cái xung điện để khi các bác đặt chân vào ấy thì nó sẽ giúp massage cho cơ thể bác, đả thông kinh mạch rồi máu huyết rồi, nói chung là rất là tốt cho cơ thể luôn. Các bác ngồi xem tivi hoặc là ngồi ăn cơm hoặc ngồi nghe nhạc thì các bác cứ đặt chân lên đây là nó sẽ tự massage cho cơ thể mình, rất là tốt quá nhá. Đó, nó có các cái chế độ khác nhau. Đấy, các cái chế độ khác nhau. Đấy, chế độ beat, chế độ massage, chế độ chạy rồi, nói chung nhiều lắm ở đây này. Đó, thì các bác có thể tùy chỉnh các chế độ coi nhá, rất là tiện luôn. Đấy, các bác lên cho em là thảm massage chân của Nhật các nhá, thảm massage chân của Nhật, nhỏ nhưng mà có võ. Đấy, rất là nhỏ gọn nhưng có võ luôn. Massage chân 130k bao ship, các bác lên đã cho em là thảm massage chân các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo em lên các bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái bộ tô màu đây. Bên em gọi là bộ màu vịt các bác nhá. Đó, bộ màu vịt bên em đang gửi tới các bác với giá là 190k bao ship. Con này thì nó rất là tiện dụng này. Đấy, một bộ màu của nó rất là nhiều chi tiết như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các con em nhà mình hoặc con cháu nhà mình các bác nhá. Đó, rất là tiện. Đấy, các bác có các cái em mà đang học từ lớp 1 đến lớp 5 hoặc là mẫu giáo mầm non đều dùng được hết. Ở đây thì nó có màu sáp, màu chì, màu nước và màu bột các bác nhá. Đấy, nó đa dạng giải màu để phục vụ cho các em. Tô vẽ đủ kiểu luôn các bác nhá. Hộp của nó là hộp gỗ, hàng của Nhật, siêu chất lượng luôn. Giá bên em đang bán là 190k bao ship cho bác luôn. Đấy. Hàng của Nhật này, rất chất lượng luôn. Các bác lên mã cho em là bộ màu vịt các bác nhá. Đó, bộ màu vịt. Đấy, bên em đang gửi tới các bác với giá là 190k bao ship tới tận nhà. Các bác có thể mua để cho con chó nhà mình hoặc mua để làm quà, rất là tiện. Bộ màu vịt các bác nhá, 190k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên các bác trong ngày hôm nay đó là bên em đang có hai cái mẫu nạo đây. Đấy, cái mẫu nạo. Hai cái mẫu này thì nó rất là phổ thông và bên em bán cũng rất là nhiều rồi. Đấy. Thì đang có hai mẫu như này. Con này thì nó chỉ nạo thường thôi, hàng của Đức các bác nhá. Con này của Đức thì con này chỉ nạo thường thôi. Còn con này thì nó nạo được cả sợi nữa, nạo được cả sợi nữa các bác nhá. Đó. Con này thì nạo được cả sợi luôn. Đấy. Con này thì nạo được cả sợi luôn. Một bên là nạo vỏ, bên nạo sợi, còn con này thì chỉ nạo vỏ không thôi. Đó, thì con này bên em ký hiệu nó là N1, bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi con này là bên em ký hiệu nó là N1 con này. Đó, N1. Bên em gửi tới các bác với giá là 100k. Đấy, 100k và bao ship các nhá. Đó, 100k bao ship. Đấy, các bác lên mã cho em là nạo N1 đây. Hàng của thương hiệu Kaiso các bác này. Đây, Kaiso made in Japan này các bác này. Đó, chữ khắc chìm trên thân dao luôn. Đấy, Kaiso made in Japan các bác nhá. Đó, 100k, N1 100k bao ship. Tiếp theo em lên cho bác cái nạo đó là nạo N2 các bác nhá. Đấy, con này bên em kêu là N2. N2 này bên em đang gửi tới các bác với giá là 80k con N2 này các bác nhá. 80k. Đó, con N2 này là 80k các bác nhá. Đó, 80k. Đấy, còn con N1 này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k bao ship các nhá, 100k bao ship. Đó là hai cái mẫu nạo bên em. Sản phẩm tiếp theo lên các bác trong ngày hôm nay đó là cái đèn đeo đầu cảm ứng quá này. Đèn đeo đầu cảm ứng đây, hàng của Nhật siêu chất lượng luôn. Con này thì của nó có thể sạc cho điện thoại được luôn các bác nhá. Đây,
Đấy, rất sáng luôn con này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, có các cái chế độ sáng khác nhau nhá, nhấp nháy này. Đấy, và nó có chế độ cảm ứng con này. Đây. Có chế độ cảm ứng đây các bạn này. Đấy. Gạt qua là tắt, gạt qua là bật các bạn. Đấy, đây các bạn nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Hàng của Nhật các bạn nhá. Hàng giá là đi con này là đang gửi tới các bác cái giá là đi 180k và bao ship luôn. 180k bao ship các bác nhá. Đó. 180k bao ship. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đèn đeo đầu cảm ứng 180k. Đó. 180k con đèn đeo đầu cảm ứng này và bao ship cho bác luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay. Đó là cái kéo cắt ống nước này. Thì bên em đang có hai mẫu. Mẫu này là 170.000. Đấy, hôm nay bên em sẽ bao ship cho bác luôn, kéo cắt ống nước. Cái này cắt được từ ống 42 trở về các nhá. Con này cắt được từ ống 42 trở về. Đấy, siêu sắc luôn, cắt từ ống 42 trở về các nhá. Đó. Còn con này là con cắt từ ống 63 trở về. Con này là 250k bao ship. Đó, còn con này là đi 170k bao ship các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô bật lửa Zippo của Mỹ các này, bật lửa Zippo của Mỹ. Thì bên em đang có 3 màu đây. Đấy, 170k bao ship các bác nhá. Thì hôm nay bên em sẽ thanh lý cho bác với giá là 150k. 150k con bật lửa Zippo này. Đó, đây. Em đang có 3 màu, màu trắng và màu đen, màu xanh. Đấy, 170.000. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho bác với giá là 150k. Đấy. Xả kho cho bác là 150k. Đấy, 150k và vẫn bao ship các bác nhá, vẫn bao ship như thường. Đó, có 3 màu đây, có 3 màu đây để các bác lựa chọn các nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ ngon và chất luôn. Đó, đây các bác nhá. Đây. Đấy, đây. Đây các bác nhá, rất là ngon luôn. Đấy. Về các bác cho cái xăng thơm nhà mình vào là ok không nhá. Đấy. Đánh lửa đánh liếc cực kỳ là ngon luôn. Đấy, bật lửa Zippo các bác nhá. Đó. Bật lửa Zippo. Đó, rất là ngon luôn. Đây. Đấy các bác này. Made in USA các bác này. Made in USA đây các bác nhá. Đó, made in USA đây. Đấy, bật lửa Zippo các bác nhá. Made in USA này. Đó. Tiếp theo thì em còn một cái bộ vỉ vít vàng cam này nữa các bác nhá. Vàng cam đây. Vỉ vít vàng cam. Thì hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác nốt với cái giá là 140k các bác nhá. 140k và bao ship luôn. Các bác lên mã giúp cho em là vỉ vít vàng cam. 140k bao ship luôn. Vỉ vít này của nó thì bao gồm có 6 cái các bác này. 1 2 3 4 5 6 và một cái bút thử điện nữa là thành 7 món các bác nhá. 7 món như này. Đựng trong túi này các bác dùng rất là tiện, to nhỏ lớn bé có cả luôn. Đó, bên em gửi tới các bác cái giá là 140k bao ship vỉ vít vàng cam các bác nhá. Đó. Rồi nhá, đó tai nghe Apple cũng như là dây sạc của hãng luôn các bác nhá. Đó. Các cái số hotline của em trên tấm biển đây, các bác có thể liên hệ trực tiếp các bác nhá. Đấy, đầu tiên thì em sẽ đi vào giới thiệu cho các bác cái con tai nghe này. Đây, các bác nhá. Đó. Hàng thì nguyên siêu nguyên kiện như này các bác nhá. Đó. Rất là chất lượng luôn. Đấy, đây. Nguyên siêu nguyên kiện như này, em sẽ khui hộp cho bác xem. Đó, hàng của hãng Apple các nhá, hàng hãng Apple. Hàng rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, em sẽ khui hộp cho bác xem nhá. Đó, đây. Các bác nhận được hàng là hàng nguyên siêu nguyên hộp các bác nhá. Tai nghe Apple EarPods Pro các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Đấy các bác này. Rất là hồi hộp các bác nhá. Đó, đây. Đấy, đây California các bác này. Đó, đây. Đấy, sách hướng dẫn của nó này. Đấy, một cái tệp sách hướng dẫn này. Rất là nhiều các cái hướng dẫn khác nhau các bác nhá. Nói chung là nhiều lắm các bạn, cả một tệp luôn. Đây. Đấy, nó đựng trong một cái hộp như này. Đây. Apple in California các bác này. Đó. Đây, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, và đây là cái tai nghe của nó này. Đây, đây các bác nhá. Đó. Rất chất lượng luôn. Đây là đốc của nó này, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 310k các bác nhá. Đó, 310k. Đây. Đấy các bác này, rất chất lượng luôn. Đây cái đốc của nó đây các bác nhá. Đốc sạc của nó đây, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Rất chất lượng và ngon lành luôn. Tai nghe EarPods Pro các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy, đây là cái hộp đựng của nó này. Và đây là cái dây sạc này. Dây sạc đây các bác nhá. Đấy, dây sạc đây. Và đây là cái bộ mút lót các bác nhá. Bộ mút lót đây. Đấy, bộ này để các bác lót vào tai nghe các bác này. Đấy, nó tặng kèm cho các bác 3-4 cái mút lót nữa các bác nhá. Đó, để các bác thoải mái sử dụng. Rất là ngon lành luôn các bác này. Đó, đây, rất ngon lành luôn. Tặng cho bác hẳn 4 cái các bác nhá. 4 cái các bác dùng dần. Đấy, tặng cho các bác hẳn 4 cái mút luôn. Đấy, 4 cái mút luôn các bác nhá. Đó, sau đó là đến đến cái dây sạc các bác này. Dây sạc này, hàng nguyên siêu rất chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, rồi đến tai nghe này. Đấy. Nguyên cái đóng gói, đóng hộp của nó cũng là hàng chất có khác, nó rất là chất lượng luôn. Đây các bác nhá. Đó. Rất chất lượng luôn.
Đấy. Con này thì bên em đang bán với giá là 370.000. Đấy, lô này bên em về giá cực kỳ tốt luôn. Thế nên thanh lý cho các bác với giá là 310k bao ship các nhá. 310k bao ship. Một con tai nghe của hãng Apple như này. Đây. Đấy, một con tai nghe của hãng Apple như này. Giá cực kỳ là tốt luôn các nhá. California luôn. Đấy, rất chất lượng luôn. Thì các bác lên California con này. Đó. Thì các bác lên nghe mã cho em là tai nghe Apple các nhá. Tai nghe Apple đây. Hàng siêu chất luôn. Đấy, đây các nhá. Đấy. Nguyên siêu như này các nhá. Nguyên siêu như này, rất chất lượng luôn. Kết nối thì đa di năng được luôn, cả điện thoại Samsung, cả điện thoại Samsung, cả điện thoại Oppo được hết các nhá. Đây. Đấy, đây con này, California này con này. Đó, đây các nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy. Rất chất lượng luôn. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 310k. Hàng các bác nhận được là nguyên siêu các nhá, nguyên siêu luôn. Đấy. Một con tai nghe AirPods Pro con này. Đó, đây. AirPods Pro đây. Đấy, AirPods Pro. Rất chất lượng thôi nhá, nguyên siêu như này. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 310k bao ship, 310k bao ship thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cũng của hãng Apple luôn. Đó là dây và đốc sạc thôi nhá, dây và củ sạc này. Đó, đây. Một bộ như này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 180k bao ship các bác nhá. Đó. Bộ này thì trước bên em đang bán với cái giá là 250k nhá, 250k đó. Đợt này hàng về giá rất là tốt các bác nhá. Về giá rất là tốt thì bên em lại gửi tới các bác với giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy, đây, đây các bác nhá. Đầu tiên là cái đế của nó này, cái cục sạc của nó này. Đây, cục sạc của nó đây. Cực kỳ chất và chắc chắn luôn các bác nhá. Cực kỳ chất và chắc chắn luôn. Apple qua này, đó. California này, công suất của nó là đi 20W các bác nhá. Công suất của nó là 20W này. Đấy. Chân cắm chân sạc cực kỳ là chất luôn. Và đây là cái dây của nó này. Dây của nó đây. Đấy, dây của nó đây các bác nhá. Dây của nó cắm cũng rất là làm cũng rất là kỹ các bác này. Đó. Rất là ngon lành luôn. Đấy. Thì một bộ combo như này là 180k bao ship, bao gồm là một dây và một đế các nhá, một dây và một đế. Đấy, một dây một đế. Hàng còn nguyên siêu, nguyên dây bóng luôn các này, rất chất lượng luôn. Hàng của hãng cho nên là từ những cái quy cách đóng gói cũng rất là chuẩn chỉ các nhá, rất là chuẩn chỉ và ngon lành luôn. Đó, rất là chuẩn chỉ, ngon lành, cành đào để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là đây. Đấy, con này công suất của nó là 20W các nhá. Đấy, đầu sạc USB 20W con này. Đó. Thì các bác lên cho em là dây sạc các nhá. Dây sạc Apple 20W đó. Đang bán là 250.000, thanh lý luôn cho các bác cái dây sạc này, cả bộ như này với giá là 180k bao ship. Giá rẻ bất ngờ luôn các nhá. Đấy, chọn bộ như này. Đấy, chọn bộ như này. Giá chỉ có 180k và bao ship tới tận nơi cho các bác. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy, thì nếu các bác mua combo như này là 180 cộng với lại 180 200 với lại 301. Đó, một gọi ra là 190 đi, 190 với 300 là đi 490 các bác nhá. Đó, 490.000 bao ship cho các bác luôn, cả một cái bộ combo như này. Đó, rất là rẻ luôn. Máy massage, gọi bên em gọi là máy thư giãn các bác nhá. Đó, máy thư giãn. Đấy, thì con này đặt này bên em về là lô này là hàng rất là to. Đó, lô này là lô loại hàng to, hàng lớn đấy. Còn hàng trước thì nó nhỏ hơn một tí các bác nhá. Đó, còn lô này thì về rất là to luôn. So với con cũ thì con này là hàng khủng luôn các bác. Đây, nguyên thân máy tôi biết của nó này. Rất là khủng luôn. Đấy, của nó là công suất của nó là 24W các bác này. Đấy, làm việc các kiểu đây này. Đấy, DC8 này, 4V này. Đấy, các bác nhá. Có tặng kèm cả dây sạc, cả đế sạc các thứ ngon lành luôn có nhá. Dây sạc, đế sạc ngon lành luôn. Đó. Đấy thì lô này em về là con này nó rất là khủng các bác nhá. Nó siêu khủng luôn. Đấy, các bác lên cho em là máy thư giãn. Đó, bên em vẫn đặt tên là máy thư giãn các nhá. Đó. Máy thư giãn. Bên em bán với cái giá là đi 330k các nhá, 330k. Con này thì hàng nó là hàng to hơn các bác nhá, hàng to hơn 330k. Đó, 330k. Nhưng mà bên em vẫn triển khai cho các bác với cái giá cũ. Đó là 310k các nhá, 310k và bao ship hàng. Dạ. Các bác lên mã cho em là máy thư giãn các nhá. Máy thư giãn 310k và bao ship các bác nhá. Đó. Con này thì lô này em về nó là hàng to, nhưng mà thôi thì em vẫn để cho các bác với cái giá rất là ưu đãi, đó là giá cũ. Đấy, để em massage thử cho bác xem. Đây các bác lắp vào nhá. Đó. Con này nó to gần gấp đôi con cũ luôn các nhá. Đó. Massage thì cực là kỳ là mạnh luôn. Đây. Đây em sẽ đấm thử cho xem. Đó. Đấy, ở đây thì nó có rất là nhiều cấp độ rung các nhá. Đó. Có tới khoảng 6 cấp độ rung khác nhau. Đây các bác cứ nick ở đây là nó sẽ lên này. Đó đây.
massage thì thôi rồi luôn coi nhá. Đó, massage lưng, cổ, vai, gáy này, đó, bắp đùi, bắp tay, nói chung là con này massage rất là tốt luôn coi nhá. Đó, các bác thấy không? Đó, rất là tiện dụng luôn, rất nhiều cấp độ dung và nó có rất là nhiều đầu các bác nhá. Đó, các cái đầu khác nhau. Ở đây thì các bác được tặng kèm tổng là 4 cái đầu, 4 đầu như này. Cái hình mũi hình chạc này thì các bác cho vào cổ, vai, gáy là những cái cột sống, còn đây là đi vào những cái bó cơ. Đấy, nói chung là rất là tiện dụng. Đấy, các bác lên cho em là máy thư giãn 310k bao ship. Đấy, hàng thì nó là hàng mới nhưng mà giá thì lại vẫn là giá cũ, giá ưu đãi cho các bác, rất là tốt luôn. Đó. Và các bác được tặng kèm cả dây sạc như này luôn. Đấy, về các bác cắm vào cái củ sạc, cắm vào điện lưới thông thường nhá, cắm điện lưới thông thường. Chọn bộ như này, hàng siêu khủng luôn, giá thì lại rất là bình dân và giá là giá cũ cho các bác nhá. Đó. Giá cũ 310k bao ship, 310k bao ship, máy thư giãn quá nhá. Đó. Máy thư giãn 310k bao ship. Đây, các bác lên theo là máy thư giãn 310k bao ship. Con này thì nó là hàng khủng rồi các bác nhá. Đó. Đây, hàng rất là to luôn con. Đó. Rất là to luôn. Đấy. Hàng rất là khủng luôn các bác, đựng trong hộp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái máy tỉa lông mũi nhá. Máy tỉa lông mũi gọi là máy nhưng mà nó dùng bằng cơ tay thôi. Đó. Thì con này là hàng của Nhật các bác này. Đấy, tem mác chữ Nhật đây. Đó, hàng của Nhật. Bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đi 100k. Đó, 100k con này. 100k hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác với giá là 80k và bao ship các bác nhá. 80k bao ship. Các bác lên mã cho em là máy tỉa lông mũi 80k bao ship. Đó, thì đây hàng đựng trong hộp này các bác nhá. Tem mác chữ Nhật hẳn hoi này các bác này. Đó. Và đây là cái sản phẩm bên trong đây. Đấy, hàng rất là chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Thân của nó là bằng inox sáng bóng, đẹp tuyệt vời luôn các bác nhá. Ở trong này các bác được tặng kèm một cái chổi để vệ sinh. Khi các bác sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác nó hoạt động theo nguyên lý là vòng xoay bên trong các bác này. Đây nó có vòng xoay bên trong đây. Đấy, nó xoay như này là khi các bác sử dụng là các bác biết rồi. Đó, nó cứ xoay như này là nó sẽ tỉa cái lông mũi cho mình, rất là tiện, nam nữ đều dùng được cả. Giá thì rất là bình dân. Hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật. Đấy, rất chất lượng luôn, hàng của Nhật. Giá thì rất bình dân các bác nhá. Các bác lên cho em là máy tỉa lông mũi. Máy tỉa lông mũi. Đó, 80k một con này thôi. Giá rất hợp lý để phục vụ các bác luôn các bác nhá. 80k. Đó. Vâng. Bác về. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái ví hồng các bác này. Đó, ví hồng. Thì hôm trước bên em về một lô hết rồi, hôm nay lại về một lô. Và hôm nay bên em về cái lô này thì giá cũng cực kỳ là tốt luôn, để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Đó. Đây. Một bộ ví hồng như này. Đấy, rất là đẹp các bác này. Nó đầy đủ các cái chi tiết đi kèm luôn, hàng siêu đẹp luôn các bác này. Nó sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Giá thì lại cực kỳ là tốt. Đấy, hàng này hôm nay bên em về lô này giá cũng rất là tốt luôn. Đây. Đấy, của nó thì bao gồm là ba cái cắt móng to như này. Đấy. Ba cái cắt móng to này. Đấy. Ở đây thì nó có ba cái cắt móng to, ba cái cắt móng to luôn. Và cả một cái bộ sản phẩm tỉa cắt lông rồi nhíp rồi kéo cắt da chết tỉa lông mũi rồi nói chung là đầy đủ lấy dái tai nạn mụn, một bộ sản phẩm sang xịn mịn như này các bác nhá. Đấy, và giá thì rất là bình dân. Đấy, em đang bán cái ví hồng này, vang lên mã cho em là ví hồng. Đấy, ví hồng 160k. Đó, con này thì hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác, hàng về giá tốt thì là bán cho các bác giá tốt là 140k và vẫn bao ship các bác nhá. 140k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là ví hồng 140k và bao ship các bác nhá. Đó. Ví hồng 140k bao ship. Đấy, hàng tốt thì về giá tốt lại gửi tới các bác. Đó. Các bác lên mã cho em là ví hồng 140k bao ship. Đó, 140k bao ship ví hồng các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô ô Nhật các bác. Ô Nhật. Ô này là chống tia UV các bác nhá. Chống tia UV. Đó. Cái tia UV của ánh nắng mặt trời nó rất là ảnh hưởng, rất là nguy hiểm các bác nhá. Chống tia UV. Đấy, tác dụng đầu tiên là chống tia UV các bác nhá. Đó. Chống tia UV. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 140k. Cũng gửi tới các bác với giá tốt hơn đó là 120k và bao ship các bác nhá. 120k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là ô Nhật các bác nhá. Đấy, sản phẩm thì siêu chất lượng luôn. Đây. Đấy, hàng đựng trong bao như này, rất chất lượng các bác nhá. Đó, đây. Sản phẩm đây các bác nhá. Đấy, có quai đeo các bác nhá. Dòng ô này của nó thì nó là ô tự động, tự mở ra tự đóng vào nhé. Đấy, mở ra các bạn. Đấy, rất là chất lượng luôn các bạn. Đó. Nan của nó là nan kép các bác nhá. Nan kép rất là dày dẫn và chắc chắn.
Vải là vải chống tia UV nhá, vải chống tia UV. Đây, nan của nó siêu dày luôn. 2 4 6 8 10 nan. Đấy, đường kính là 1 mét thôi nhá. Đường kính 1 mét 10 nan. Đó. Vải của nó thì rất là mềm, nan của nó cũng rất là mềm luôn. Đó. Của nó thì khi mà các bác không dùng nữa thì các bác ấn vào như này. Đó là nó tụt vào, rất là nhẹ nhàng nhá. Đó, rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Rất là dễ sử dụng, nhẹ nhàng. Đây các bác, em ấn ra này. Đó, ấn ra. Đấy, thấy không? Đó và cho vào này. Đấy, rất là êm các bác nhá. Rất êm, rất nhẹ. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là dễ sử dụng các nhá. Đó. Và sử dụng thì nó rất là gọn đây. Đấy, tổng cái chiều dài của nó thì chỉ vào khoảng 30 cm thôi. Khi mà gấp gọn thì nó vào khoảng 30 cm thôi. Cho nên nó rất là tiện dụng này. Đấy. Các bác gấp thì gấp xuôi theo chiều này, rất là tiện dụng. Và mình lại cho vào bịch như bình thường các nhá. Cho vào bịch như bình thường. Các bác quấn đầu vào là các bác cho vào bịch như bình thường. Đó. Một cái ô nhặt cực kỳ xịn sò như này. Đấy, mà giá thì lại rất là hợp lý các bác nhá. Chỉ có 120k là đã bao ship cho bác rồi. Đấy. 120k bao ship, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán các bác nhá. Đấy, nói chung là không thể chê được. Bình thường các bác mua những cái ô vớ vẩn thôi cũng đã phải tiền trăm rồi. Hoặc 5-70 nghìn, nhưng mà chất lượng thì nó rất là kém các bác nhá. Đây, còn đây hàng này thì siêu chất lượng luôn. Đó. Chống tia UV, các bác lên cho em là ô Nhật các bác nhá. Chống tia UV 120k bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Đó. Của Nhật các bác nhá. Chiếu được làm bằng sợi mây tự nhiên các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, và đường nét và màu sắc rất là trang nhã, rất là lịch sự, rất đẹp. Đấy, hàng này em bán rất là nhiều. Lâu lắm rồi thì bên em đã có hàng về. Trước thì rất là nhiều bác hỏi. Và lô này bên em về thì giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thì lại lên trân trọng gửi tới quý các bác, anh chị và các bạn. Đó, hàng của thương hiệu Muji các bác nhá. Chiếu của Nhật này. Đó, hàng của thương hiệu Muji đây. Đó, chiếu của Muji, made in Japan các bác này. Đó, hàng siêu chất luôn. Hàng của hãng cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đây. Hôm nay thì bên em về được cái lô này thì tương đối là sẵn hàng. Và giá thì gửi tới các bác cũng rất là tốt luôn. Đây, đấy. Khi các bác nhận được hàng thì hàng được trong hộp như này. Đấy, nó có dòng 1.5m, 1.6m, 2m và 1.8m, 2m các bác nhá. Hàng của Muji, made in Japan này các bác này. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy, hàng siêu đỉnh, siêu đẹp luôn các bác nhá. Khi các bác nhận hàng là hàng được trong túi như này. Đó, thì hôm nay bên em về hàng giá tốt cho nên lại lên cho các bác với giá cực kỳ là tốt và siêu hấp dẫn luôn các bác nhá. Đây các bác nhá. Đó, thì bên em đang bán với giá là 550k. Đó, hôm nay bên em sẽ xả kho, thanh lý cho các bác với giá cực kỳ tốt luôn. 500k các bác nhá, 500k và bao ship luôn. Đó, bên em đang có hai loại. Một loại là 1.6m. 1.6m nhân với 2m. Đấy, và một loại là 1.8m cũng nhân với 2m luôn. Đó, giá thì 500k, giá cực kỳ hấp dẫn cho bác luôn. Đó, 500k. Cái con chiếu mây của Nhật này các bác nhá. Đó, dòng này thì của nó là nó có hai mặt. Các bác có thể nằm được hai mùa luôn. Nó gọi là chiếu điều hòa các bác nhá. Nằm hai mặt, nằm hai mùa luôn. Con số hotline của em đây. Đấy, con chiếu giải ra thì cực kỳ là đẹp luôn. Trường chiếu rất dày dẫn và chắc chắn các bác nhá. Đó, đây, các bác quan sát này. Đấy, màu mè thì rất là đẹp. Đây, cái mặt bên này của nó thì nó là bằng vải lụa các bác nhá, bằng vải lụa. Cực kỳ là êm ái, mùa đông nằm thì rất là ấm áp. Đấy, ấm về mùa đông. Đấy. Và còn cái mặt bên này thì các bác nằm thì mát về mùa hè. Chiếu được làm từ sợi mây tự nhiên. Sợi mây tự nhiên rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp và trang nhã. Đó, màu sắc cực kỳ là trang nhã và đẹp này. Mùa đông thì các bác nằm cái mặt này cho em. Đấy, được dệt bằng vải lụa, rất là đẹp. Đó, còn mùa hè thì các bác lại nằm về cái mặt này cho nó mát. Đặc biệt là ưu điểm là các bác được tặng kèm thêm một đôi gối nữa. Đó, một cái chiếu như này tặng kèm thêm một đôi gối nữa. Đôi gối này của nó là 65-40 các bác nhá. Đó. 65-40 như 70-40. 70-40 các bác nhá. Bảy mươi bốn mươi các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Đấy, xin lỗi các bác, em sợ ốm hết rồi. 70-40 các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Đó, rất là đẹp. Thì các bác được tặng kèm thêm một đôi gối như này, khi các bác để lên cái gian phòng, cái giường nhà mình thì nó rất là trang nhã, lịch sự, sang trọng. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Chỉ có 500k mà đã bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán các bác nhá. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Các bác lên cho em là chiếu mây của Nhật, chiếu mây của Nhật made in Japan đây. Giá chỉ có 500k bao ship. Sản phẩm tiếp theo đó là cái con gọi là máy Masabi các bác nhá. Đó, Masabi. Con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 300k. Đó, con Masabi này là 300k. Hàng siêu ngon, siêu chất luôn các bác nhá. Dòng này là dòng 8 bi và có đảo chiều các bác nhá. Và đa di năng. Con này thì vừa là cắm tẩu ô tô được. Đấy, thứ nhất là các bác có thể cắm tẩu ô tô, thứ hai là các bác có thể cắm điện lưới. Đấy, dòng nó kết nối như này, các bác nhá. Đó, cắm kết nối như này. Thì các bác có thể cắm cả tẩu ô tô và cắm cả điện lưới. Cắm điện lưới cũng được mà cắm tàu ô tô cũng được, nó rất là tiện. Đây, em sẽ cắm điện cho các bác xem. Massage siêu mạnh luôn.
Con này thì các bác có thể để đầu giường để sử dụng, hoặc là các bác có thể mang lên trên ô tô thì để vào ô tô nó cũng rất là tiện. Đây các bác này, đó đây, đấy các bác nhá, công tắc ở đây này, đấy, massage hồng ngoại luôn. Ở đây nó có tia hồng ngoại. Cái này mà các bác để ở giường nằm ngủ xong là dựa vai gáy lên rất là tốt này, đấy, rất là ngon lành luôn. Hoặc là để đùi lên, hoặc là nói chung là chỗ nào các bác cần mát thì các bác mát vào cho em nhá. Nó gọi là massage, đó, rất là ngon, bằng tia hồng ngoại, vâng nhá, nó rất là đẹp luôn. Đấy, có chế độ đảo chiều nhá, đảo chiều tức là quay vòng này lại đảo vòng này các bác nhá. Đó, gọi là massage các nhá, nó massage bi. Cái này nó dùng bằng bi, cho nên bên em gọi nó là massage bi. Đấy, nó có 8 quả bi bên trong và nó đảo chiều. 300k bao ship các nhá, 300k bao ship, hàng siêu chất luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác hôm nay, trong ngày hôm nay đó là bên em còn một ít kilo thước của Nhật nữa các bác nhá. Đó. Thước dây 20m này, đó. Thước dây 20m đây. Con này bên em đang bán là 120.000. Đấy, sẽ thanh lý luôn cho các bác với giá là 100k và bao ship, em xả kho thanh lý nốt. 100k bao ship các nhá, dây 20m. Rất rẻ luôn các nhá, hàng siêu đẹp siêu rẻ. Đấy, còn một ít nữa em dọn kho thanh lý nốt coi nhá. Đó, đang án 120 đây. Em sẽ thanh lý luôn cho các bác với giá là 100k và bao ship luôn. 100k bao ship. Các bác lên cho em là thước dây 2m. Lưu ý các bác là thước này của nó là bằng vải các bác nhá, chứ không phải là bằng cao su, bằng vải và phủ bóng các nhá. Đó, phủ bóng, phủ cao su để khi các bác kéo nó không bị co giãn và cái độ chính xác của thước là cực kỳ cao luôn. Đấy. Của nó là con này là 20m các bác nhá. Đây, 20m tờ các bác này. Đó, 20m. Giá là 100k và bao ship các bác nhá. Đó. Còn lại đây em còn một cái con là đi 50m nữa. Con 50m này thì nó lỗi rồi. Thôi để em xử lý sau thôi. Đó. Còn lại là em còn toàn cái dòng 20m thôi. 20m 100k bao ship, 20m 100k bao ship, giá siêu rẻ luôn. Đó, tiếp theo lên cho bác cái vòi tăng áp bằng đồng các bác nhá. Van tăng áp bằng đồng. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 50k một con. Đó, 50k một con này các bác nhá. Các bác lên cho em là van tăng áp bằng đồng, 50k một con. Đó, 50k. Đó, van tăng áp bằng đồng, 50k một con, tặng kèm các bác một cái đai này luôn. Về các bác bắt ống bắt yếc vào là xong. Đó, rất là tiện dụng các bác nhá, rất tiện dụng luôn. 50k van tăng áp bằng đồng. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý các bác đó là cái vít đóng vàng các bác nhá. Đó, vít đóng vàng. Ui. Em lên cho các bác đó là cái vỉ vít đóng vàng các bác nhá. Đó, điện cho ông Long đi. Vít đóng vàng, đó, sẽ bảo ông sang đây lấy hai con khởi luôn. Vít đóng vàng, đó, vít đóng vàng bên em gửi tới các bác với giá là 150k và bao ship các bác nhá. Đó, 150k bao ship, còn hai con khởi nữa, 150k bao ship, các bác lên mã cho em là vít đóng vàng các nhá, vít đóng vàng, 150k và bao ship. Ở đây thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đấy, đó, thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 150k và bao ship, vít đóng vàng các bác nhá. Đó, đây là vít đóng. Hàng này là hàng xuất Đức không nhá. Đó, hàng xuất Đức. Đấy, nên rất là ngon lành luôn. Hàng Nhật xuất Đức này. Đấy, siêu chất luôn. Rất là tiện dụng các nhá. Nó rất là ngon lành. Hàng này nó tồn kho nên là cái vít nó hơi bị đầu nó hơi ngả vàng nhưng mà rất là ngon lành các nhá. Vít đóng rất tiện dụng luôn. 150k bao ship đến tận nhà mà 7 cái vít. Không có đâu rẻ hơn các nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên các bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô mài ba khe các nhá. Mài ba khe. Bên em đang gửi tới các bác. Nó hết mốt rồi. Giá nó hết mốt rồi. Lô mài ba khe bên em là gửi tới các bác cái giá là 230k. Đó, 230k và bao ship các nhá. Đó, mài ba khe của thương hiệu Tamasaki. Đó, Tamasaki, hàng của Nhật siêu đẹp siêu chất luôn các bác. Đó, Tamasaki các nhá. Đầu tiên là mài thô này, mài mịn rồi đến mài bén các nhá. Mài thô, mài mịn, mài bén, nôm na là như vậy. Các bác cứ kéo đi kéo đi như này là dao nó sẽ sắc thôi. Đó, mài thô, mài mịn, mài bén. 230k bao ship, mài ba khe thôi nhá, mài ba khe 230k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô thùng đạn của Mỹ đây. Đấy. Thùng đạn của Mỹ, đó thì bên em đang có hai mẫu, một mẫu là mẫu nhỏ này. Mẫu nhỏ này thì bên em đang bán là cái giá là 320k bao ship, hàng của Mỹ các bác này. Đó, hàng của Mỹ. Đấy, nó đựng được đạn là 7,6mm các bác này. Đó, hàng của Mỹ. Đây, đấy, USA đây các bác này. Hàng siêu chất luôn. Thùng đạn Mỹ, hàng siêu chất, cực kỳ là ngon luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, một cái thùng đạn như này mà giá chỉ có 320k bao ship. Giòn giếc các thứ cực kỳ chắc chắn luôn. Giòn chống nước luôn các bác nhá. Đây, giòn cao su chống nước luôn này. Đấy, rất là ngon lành cành đào luôn. Đó. Giòn cao su chống nước luôn các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ. Đó, rất dày chắc chắn.
Đấy, con này là kích thước của nó là 27 x 10 x với lại 18, nặng 1,8 kg, giá là 320k nhá. Đó. Tiếp theo là con to, con này nó khoảng 7 lít. Đấy, con này thì của nó dung tích khoảng 7 lít, cũng đường đoạn 7,6,2 mm. Đó. Kích thước của nó là 30 x 16 x 20. Bên em đang bán là 400 thanh lý luôn cho các bác với giá là 380k và bao ship thôi nhá. 380k. Bao ship. Hàng siêu chất luôn. Đó, rất ngon lành các nhá. Dày dẫn chắc chắn này. Quăng quật phá thoải mái luôn. Đấy, nắp giếc của nó cực kỳ chắc luôn. Đấy, mở ra mở vào rất chuẩn chỉ. Các bác có thể đụng đồ nghề các kiểu con này đều được luôn. Rất tiện dụng luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, rong giếc các kiểu này. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 380k. Hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý đặc biệt. Đấy, thanh lý đặc biệt cho các bác luôn. Dây sạc điện thoại này đây. Đó. Thanh lý cho các bác với cái giá là 70k thôi nhá. Đó, 70k một con này. Đấy, lên hôm nay là em sẽ xả kho dây sạc điện thoại chỉ có 70k thôi. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Nó rất là đẹp luôn. 70k các bác nhá. Đó, 70k thôi. Đó. Rồi, sản phẩm nó còn rất nhiều, em xin dừng video tại đây. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bác anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ như là mua mặt hàng bên em.